Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề chồng chữ bính cưới vợ tuổi Mùi thì sẽ như thế nào. Thì theo ở đây nó có ghi là cũng như cây gặp đất tốt nảy trồi, làm ăn thạnh phát, của cải rất giàu sang. Vợ chồng thường tranh cãi nhưng vẫn chung sống đến già. Lòng son để nhóm lửa phiền, giọt châu lã chả để hoen má hồng. Số trời định thường hai tranh cãi, hết giận rồi càng lại yêu nhau. Khi vui kệ hết đuôi đầu, khi buồn cao mài cắn răng. Nhưng rốt cuộc sống dai trăm tuổi, có căn cơ con cái đủ đông, yêu nhau nên phải chiều lòng, giận rồi lại thương. Các bạn đăng ký kênh của mình để được xem những phần tiếp theo nhé.